là một cậu bé hạnh phúc nhất trên đời, bởi vì tôi là số 1 trong căn nhà này. Nhưng nó đã trở về. Xuất hiện, còn mày đặt lên giường tao nữa hả? Biết tan biến rồi, em đâu phải là phù rể đâu. Ai vậy rồi hả? Kệ cậu, cậu tự đánh răng súc miệng, thay quần áo tự lo công chuyện. Ưu tiên của tôi bây giờ đã là Betin. Tao biết mày. Bây giờ anh mình hả? Đâu rồi, sao lại? Xuống đây. Nếu mày hoài mà mày không ghét tao hả? Anh hai là anh hai của em mà, làm sao em ghét anh hai được? Em thương anh mà. Mệt quá. Kìa ta, cái này người ta dục lắm mà.